Chuyện là đêm hôm mình với ba mình đó đi soi được mấy cái bà khía này cả nhà. Bà khía ở vuông mình á, bà khía tự nhiên á, mập mập không à, càng bành bành không à. Hôm nay á cả nhà cùng mình vào xem công thức bà khía muối gia truyền nhà mình nha. Nói gia truyền cũng không có gì hết. Quậy nước muối ra, nước hẩm hẩm nha mọi người. Nước hẩm hẩm bỏ muối với một ít bột ngọt rồi bỏ mình quậy loãng ra, mình để cho nó nghỉ khoảng chừng 5-10 phút rồi mình hãy bỏ bà khía nha. Bà khía muốn ngon muốn tươi á cả nhà là bà khía mình mới bắt về nè, mình rửa sạch nó bằng nước mặn của mình đó nha, chứ mình đừng có rửa bằng nước ngọt là khi đó thịt nó cũng sẽ không được ngon cho lắm á. Thì cái này là theo công thức ở nhà mình làm thôi nha. Rồi sau đó thì mình bỏ nó vào keo, thì khi bà khía còn sống vậy đó nha, bỏ vào nước muối thì tự động nó sẽ xỉu ngang vậy đó, nó uống nước muối vô mình sẽ có được món bà khía muối đó. Nhà mình cũng làm mấy keo rồi mà hôm nay mình có công chuyện bận, thành ra mình không có làm bà khía trộn cho cả nhà xem được nha. Nhưng mà mỗi nhà một công thức, mỗi nhà cách làm thì mình không biết sao ha. Với nhà mình thì làm đơn giản vậy đó, cha mình ông làm rất là đơn giản, kiểu là không có cầu kỳ gì hết trơn, bắt về bà khía sống rồi muối lại vậy là khoảng chừng thời gian sau là mình sẽ ăn được nha cả nhà, rất là ngon luôn á.